Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ The Watch, xin chào các baby fan. Hôm nay đồng hồ The Watch của chúng tôi review đập hộp là 3 mẫu đồng hồ Baby G với phiên bản mới nhất của năm 2023 đang có mặt tại đồng hồ The Watch của chúng tôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một ngay bây giờ anh em nhé. Rồi, giới thiệu với anh em một chút, đây là một mẫu đồng hồ Baby G mới nhất của năm 2023, vừa mới được giới thiệu tại hội nghị khách hàng tháng 7 năm 2023 tại Hà Nội. Rồi, bây giờ ta sẽ xem chi tiết từng mẫu một nào. Rồi, trên tay tôi đây là một mẫu đồng hồ Baby G mới nhất đây. Đây là một mẫu anh em thấy khác màu đâu, rất là lạ đúng không ạ? Đây là một mẫu mới nhất mà, nó rất lạ lạ luôn này. Đấy, em nó thì có cái phần thay thế dây rất là tiện lợi này, đây, rất tiện lợi luôn anh em nhé. Chỉ cần gạt cái này vào phát là sẽ thay được dây luôn. Vâng, em này thì được thiết kế nó cũng rất là yêu. Đấy, với mặt dial được xẻ tia này, một cọc số 6 giờ là có màn hình LCD này, trên kim có dạ quang và thiết kế là hai màu là trắng hồng, trắng hồng. Đấy, rất là đẹp luôn anh em ạ, và rất là nữ tính. Vâng, dành cho các chị gái này, đấy, các em gái đeo rất là đẹp luôn. Vâng, màu thì sắc thì rất tuyệt vời. Rồi, mã của em nó đây này, mã của em nó đây, BGA 320 7A, giá là có 3.628.000 thôi, rất là rẻ đúng không ạ? Anh em mua online chúng tôi sẽ sale cho anh em 15% nha anh em nhé, 15%. Rồi, 3.628.000 thì sale cho em còn bao nhiêu nào? 3 này, 6 này, 2, 8 này, nhân với 85%. Đây, khi mà sale cho anh em thì giá của em nó còn có 3.084.000 thôi anh em nhé. Quá rẻ cho một chiếc đồng hồ xịn sò như thế này rồi. Rồi, chức năng của em nó thì đây, có sốc reset này, chống nước 100m này, đèn LED này, ngoài ra thì có báo thức các thứ đầy đủ cho mẫu đồng hồ này. Và mẫu đồng hồ này thì anh em nào diện với những cái bộ thể thao cũng như là quần jean, đấy, áo phông thì đeo mẫu đồng hồ này rất là đẹp. Ngoài ra thì ta có thể đi bơi lội các kiểu con nào hiểu ở đây. Mẫu đồng hồ này thì khỏi nghĩ rồi anh em nhé. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ thứ hai. Đây anh em này, với thiết kế của mẫu đồng hồ này thì anh em cũng nhìn thấy rồi, với màu xanh rất là trẻ trung và rất là thời thượng này. Mặt dial được thiết kế là xẻ tia và đuổi màu xanh da trời lên trên, nó rất là lạ mắt luôn. Đây, kiểu dáng thiết kế rất là đẹp với những cái cọc số màu vàng rất là nổi bật, rất là nổi bật và nó rất là rõ ràng luôn. Khóa màu trắng này, đấy, phần dây này, đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, mặt sau thì có tem chống giả của anh Quyên Quát này và các thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này. Rồi, mã của em nó đây, mã của em nó là BGA 320 và 3ADR, giá là 3.628.000 và khi sale cho anh em thì giá của em nó cũng còn có 3.084.000 thôi. Vâng, rất là rẻ cho chị em thể sở hữu em nó rồi. Đấy, mẫu đồng hồ này lên tay cũng khoảng 13, phải nói là rất là đẹp và rất là sang, rất là yêu luôn. Rồi, ta sang đến mẫu đồng hồ thứ ba. Rồi, đây là một mẫu đồng hồ các cháu chắc chắn là cũng rất là thích này. Đây là cả mẫu đồng hồ được thiết kế là màu hồng, rất là yêu, rất là xinh và rất là trẻ trung này, và rất là thơ mộng luôn. Và mặt dial thì được đuổi màu tím lên trên, cũng rất là chất này. Đấy, ngoài ra thì chữ Baby G này của Rotex này thì cũng đều là màu tím. Vâng, tạo điểm nhấn cho mẫu đồng hồ này nó rất là lạ. Và ngoài ra thì cọc số bên trong thì là màu vàng hồng, rất là nổi bật và cũng rất là lạ mắt luôn. Đúng không? Đây, mặt sau em nó này. Đấy, và khóa nó đây, dây này, thiết kế phải nói là rất là đẹp luôn anh em ạ. Đây là một mẫu mới nhất của năm 2023, vừa mới ra mắt thôi. Rồi, ta xem cả 3 mẫu nào. 3 mẫu này thì anh em thấy thế nào? Quá đẹp phải không ạ? Này, quá xinh, quá đẹp luôn. Đây, màu nào cũng có cái hay của nó anh em chị em ạ. Đấy, cả anh mà mua tặng cho người yêu, hoặc là bố tặng cho con, hoặc là mẹ tặng cho con, nói chung là ai cũng có thể mua được mẫu đồng hồ này. Nó rất là đẹp và rất là dễ đeo và rất tuyệt vời. Rồi, đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có một chiếc hộp chính hãng của thương hiệu Baby G đây. Đấy, đây, Baby G đây. Đấy, trong thì bao giờ cũng có sách hướng dẫn này. Đây là một cuốn sách hướng dẫn của em nó này. Ngoài ra thì có một cái hộp thiếc ở trong. Đây. Đấy, đây là một chiếc hộp thiếc rất là xinh đẹp. Đây anh em này. Đấy, đây là một chiếc hộp thiếc nhé. Vâng, đây là một chiếc hộp thiếc rất là xinh đẹp, màu trắng rất là tinh khôi luôn. Rồi, nhiều khi anh em mua đồng hồ Casio thì cũng không biết trung tâm bảo hành ở đâu. Vâng, thì hôm nay tôi cũng giới thiệu luôn với anh em địa chỉ trung tâm bảo hành chính hãng của Casio. Ví dụ ở đây tại Hồ Chí Minh này, Hà Nội này, Cần Thơ này, có văn phòng đại diện miền Nam miền Bắc,
đầy đủ đây, và có số điện thoại hotline các kiểu là điều ở đây, để cho anh em ở khu vực nào thì đến những cái trung tâm bảo hành ở khu vực đấy để bảo hành, hoặc là gửi cái sản phẩm của mình nếu có bị lỗi lầm gì đến mà người ta sẽ sửa chữa cho anh em và người ta sẽ gửi lại cho anh em luôn anh em nhé. Rồi, trên 3 mẫu đồng hồ siêu yêu siêu đẹp này, mới nhất này, thì anh em xem là thích mẫu này thì hãy liên hệ với The Watt để đặt mua ngay anh em nhé. Còn bây giờ thì tôi cũng xin kết thúc video này tại đây. Anh em xem video nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ The Watt chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Vâng, còn bây giờ thì tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt. We'll be right back.